nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đã tham dự lễ khai mạc triển lãm dấu ấn 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2023. Hãy cùng tiểu sử ngôi sao tìm hiểu nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là ai qua video này nhé. Tên đầy đủ của bà là Nguyễn Thị Trà Giang, 1942 sinh ra tại Quảng Ngãi. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh. Bà thuộc thế hệ sinh viên đầu tiên của Đại học Điện ảnh Việt Nam. Năm 1962, bà vinh dự được huy chương bạc liên hoan phim quốc tế Moscow với vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên. Ngoài điện ảnh, bà còn thử sức ở lĩnh vực hội họa và có triển lãm tranh năm 2004 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng là thành viên hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong 7 năm liên tiếp. Không những thế, bà còn là đại biểu Quốc hội khóa 5, 6 và 7. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang xúc động kể lại chuyện gặp bác và chụp bức ảnh nổi tiếng nụ cười của cô gái nhỏ miền Nam trong vòng tay bác tại Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3 năm 1962. Khi ấy, bà mới 20 tuổi, nghệ sĩ trẻ tuổi nhất và là đại biểu miền Nam được ban tổ chức phân công tặng hoa cho bác. Lúc đó bác dặn văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Chính lời nói ấy đã khiến nghệ sĩ nhân dân Trà Giang khắc cốt ghi tâm suốt mấy chục năm làm nghề. Năm 1963, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang còn có cơ hội gặp lại bác tại buổi chiếu bộ phim Chị Tư Hậu. Bà nhớ lại khi dự liên hoan phim Moscow, diễn viên các nước đều mặc quần áo đẹp. Bà lại khá tự ti khi chỉ có vài bộ áo dài. Nhưng nhờ lời động viên của bác khi đó và sự khen ngợi về chiếc áo dài đẹp, về sau bà luôn mặc áo dài truyền thống trong các chuyến đi nước ngoài hay sự kiện sau này. Sáng 23 tháng 3, tại Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm dấu ấn 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, 15 tháng 3 năm 1953 đến 15 tháng 3 năm 2023. Đến dự có nghệ sĩ nhân dân Trà Giang và các đại diện lãnh đạo cơ quan ban ngành liên quan thuộc thành phố Thủ Đức và đông đảo sinh viên các khóa của trường. Theo Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, ngành điện ảnh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 70 năm qua nhờ sự nỗ lực của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những bộ phim về chiến tranh cách mạng đặc biệt đã góp phần thể hiện giá trị lịch sử, nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc được công chúng trong nước và quốc tế yêu thích. Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về các sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã góp phần phác họa nên diện mạo, cũng như tạo dấu ấn riêng cho nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua. Các tư liệu xoay quanh với ba chủ đề chính: sự ra đời của điện ảnh cách mạng Việt Nam, những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ liên hoan phim Việt Nam. Là một nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang vẫn tâm huyết với hoạt động nghề. Triển lãm đã lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của các tác phẩm điện ảnh cách mạng đến đông đảo công chúng.